Chào mừng các bạn đã đến với bài thiền Dùng công nghệ trong tỉnh thức cùng Fonos. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Dù hôm nay đã là một ngày nhiều biến động hay một ngày êm đềm, việc bạn chọn ngồi lại với chính mình ở giây phút này cũng là một niềm vui, một món quà bạn dành cho bản thân. Cảm ơn bạn vì đã để Fonos đồng hành trong những giờ phút bạn quay lại với chính mình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về công nghệ nhé. Các thiết bị điện tử đã đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ lúc nào nhỉ? Thật khó để nhớ, đúng không? Trong một thế giới mà công nghệ đang là cầu nối thiết yếu, không thể phủ nhận tầm quan trọng của những thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay laptop, để không bị bỏ lại trong một cuộc sống đang càng lúc càng nhanh. Chúng ta cần phải giữ những thiết bị ấy bên mình mọi lúc. Tuy nhiên, cũng vì việc này mà chúng ta phát triển một thói quen mang tính phản ứng tức thì. Chỉ cần nghe một tiếng chuông báo cuộc gọi hay tin nhắn, dường như cơ thể của ta có thể vô thức phản hồi ngay. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận điện thoại, hoặc chỉ cần chưa tới 2 giây để nhấn vào và xem tin nhắn. Những điều này biến thành thói quen, thành phản xạ có điều kiện. Cứ có điện thoại hay tin nhắn là ta sẽ nhận ngay. Và đôi khi điều này để lại những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tinh thần, hay thậm chí là cả sức khỏe tinh thần của chúng ta. Chúng ta đã quên mất rằng mình luôn có lựa chọn bắt máy hoặc không, và chúng ta là người sở hữu công nghệ, không phải chiều ngược lại. Vì vậy, bài tập ngày hôm nay sẽ tập trung vào việc luyện tập sự dừng lại để chuyển hóa trạng thái phản ứng tức thì khi chúng ta bị chi phối bởi công nghệ sang trạng thái trả lời chủ động. Khi chúng ta đưa ra quyết định với nhận thức, ta cần phải học cách dừng lại và tạo khoảng lặng. Bây giờ, bắt đầu với việc bước vào một môi trường an toàn và yên tĩnh. Hãy đảm bảo bản thân không sao nhãng trong những phút tới. Tiếp theo, tìm cho mình một tư thế thoải mái. Bạn có thể ngồi trên ghế, hai mặt chân chạm sàn, hoặc bạn có thể ngồi trên gối thiền nếu có. Nếu việc ngồi không thoải mái với bạn, bạn có thể nằm ngửa, thả lỏng cơ thể và hai bàn tay hướng lên. Chọn tư thế thoải mái nhất với cơ thể lúc này và đảm bảo bạn có thể tỉnh táo suốt bài thiền. Hít sâu vào bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng. Từ từ nhắm mắt lại. Đưa sự chú ý trở lại cơ thể. Quét một vòng từ đỉnh đầu tới gót chân. Từ từ thả lỏng cơ thể. Thả lỏng từ cơ mặt, lông mày, mí mắt, cơ miệng. Thả lỏng bả vai, cánh tay, cho tới bàn tay và cả các ngón tay. Ngoài việc giữ lưng thẳng, hãy thả lỏng những thớ cơ không cần thiết. Thả lỏng hông, có thể điều chỉnh tư thế ngồi nếu bạn chưa thoải mái. Hai chân cho tới bàn chân và cả các ngón chân. Đưa sự tập trung vào hơi thở. Hít vào thật sâu qua mũi. Thở ra từ từ qua mũi. Hãy để hơi thở sâu xuống tận bụng. Tìm nhịp thở sâu, tự nhiên của bạn. Một nhịp thở nơi bạn có thể thở sâu xuống tận bụng, mà không phải gượng ép bản thân. Dành vài giây tiếp theo cho nhịp thở ấy nhé. Cùng quay lại nào. Trong những giây vừa rồi, tâm trí bạn có đi lang thang không? Có thể một suy nghĩ nào đó thoáng tới, hay một hình ảnh, một cảm xúc, và chúng như muốn kéo tâm trí bạn trượt vào thế giới của chúng. Bạn hãy nhớ, mình có quyền tự chủ trong việc quyết định có đi theo những suy nghĩ ấy hay không. Bạn có thể chọn nhìn nhận suy nghĩ ấy từ góc nhìn thứ ba. Bạn cũng có thể quay lại với hơi thở nếu không cảm thấy muốn chìm vào suy nghĩ. Quyền tự chủ là của bạn. Chúng ta sẽ thực hành việc dừng lại, ghi nhận và quyết định nhé. Thực hành này cũng có thể áp dụng cho mọi mặt khác của cuộc sống, và đặc biệt là với công nghệ. Những tiếng chuông điện thoại cũng như những suy nghĩ, chúng có thể tới bất chợt, nhưng bạn có thể dừng lại, ghi nhận rằng nó đã xảy ra và chọn để bắt máy hoặc không. Tiếp tục với hơi thở sâu tự nhiên. Hít vào, thở ra. Dừng lại, ghi nhận, quyết định. Dành những giây tới cho thực hành này nhé. Quay trở lại với hơi thở. Cảm nhận bụng phồng lên khi bạn hít vào. Và cảm giác bụng xẹp xuống khi bạn thở ra. Chú ý tới bất kỳ chuyển động nào cơ thể đang có. Khi bạn sẵn sàng, từ từ mở mắt ra. Bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại với thật nhiều sự sao nhãng, việc luyện tập khả năng dừng lại và tạo khoảng lặng cho sự tự chủ là vô cùng quan trọng. Chỉ khi chúng ta nhận thức được sự tự chủ, ta mới có thể ưu tiên được những điều thực sự ý nghĩa. Fonos hy vọng bài thiền hôm nay đã giúp ích cho bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những bài thiền tập khác trên ứng dụng.